Xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với 30 phút tập luyện tại nhà hay bất kỳ đâu cùng với Hubert mà không cần một dụng cụ gì cả. Hôm nay chúng ta có một cấu trúc rất là đặc biệt để giúp cho các anh chị đốt cháy rất là nhiều mồ hôi, qua đó giảm mỡ, săn chắc cơ thể, giúp cho chúng ta tự tin và yêu cuộc sống hơn. Chúng ta sẽ có 25 phút đầu với 3 vòng và 10 bài tập, một bài chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 35 giây và nghỉ 15 giây chuyển qua bài tiếp theo. Sau hết 25 phút tập, chúng ta sẽ có 4 phút thử thách toàn bộ cơ thể, đốt cháy những cái năng lượng còn lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên nào. Mọi người cùng tập với Hubert bài đầu tiên, đó là bài A-step. Có nghĩa giống như là bài nhảy chân sáo mọi người. Chân trái hạ xuống rồi chân phải ha. Hít thở đều ha. Chúng ta vừa tập bài đầu tiên vừa khởi động luôn nha mọi người. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, bắt đầu 1. Hít thở 35 giây, nghỉ 15 giây, chuyển qua bài tiếp theo. Nhảy. Đá bằng mũi bằng chân nha mọi người. 15. Tiếp tục 5, 4, 3. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ nhảy chạy nâng cao đùi 4 bước, 1, 2, 3, 4, xong chạy qua bên kia, rồi làm 4, 3, 2, 1, rồi lặp lại nha mọi người. Lưng phiên trái phải ha, chúng ta có thể làm trong tấm thảm thôi cũng được. 4, 3, 2, 1, rồi chạy qua đây, 4, 3, 2, 1, tiếp tục. Các bạn có thể nâng cao đùi cao hoặc là thấp cũng được, không sao hết ha. Cố lên nào. Những bài này sẽ đốt rất là nhiều năng lượng ha. Rồi, rất tốt. Và tiếp theo ha, cố gắng một lần nữa. Prisoner squat này, từ đây hạ xuống. Rồi đứng dậy, xong nhảy cái nhẹ, xong rồi bước xuống, rồi xong đứng lên lại ha, rồi nhảy, rồi bắt đầu hạ, rồi đứng lên, tập mông đùi nha mọi người, hít thở đâu, nhảy nhẹ. Rất tốt, cảm nhận chuyển động của toàn bộ cơ thể ha, hít thở, nhảy. Rất tốt, 10, 9, 4, 3, 2, rồi, rất tốt. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho phần cơ bụng nha mọi người. Rồi, mọi người sẽ hạ, nằm ra, gập 4 cái, sau đó xoay, dậy, xoay 4 cái ha. Rồi, bắt đầu, 4, 3, 2, 1, rồi cố gắng ngồi dậy nè, xoay, 4, 3, 2, 1, nghiêng người về sau, tiếp tục lặp lại, 3, 2, 1, rồi ngồi dậy, xoay, 4, tiếp tục nha, 10, rồi ngồi dậy xoay. Rồi, và bài tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài siêu nhân. Hai tay hai chân duỗi thẳng, từ đây nhấc lên kéo cổ trở về phía sau và duỗi lên ha. Chúng ta sẽ tập đều toàn thân, 3, 2, 1, lên thở, kéo, duỗi trở lại, hạ xuống, tiếp tục. Cố lên, nhấc cả chân cả tay lên, 10, 9, 8, tập cho lưng dưới khỏe mạnh nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng lên ha, làm bài sau đo và hất đất nha mọi người.
tay đưa lên cao hạ xuống, bước về phía trước, hạ đầu gối, hất đất hoặc là nhấc đầu gối ha. Xong quay trở lại, bắt đầu lên cao hạ xuống, di chuyển, hạ đầu gối, hít thở. Chúng ta có tới 3 vòng ha. Mười lăm giây. Sáu, năm, hai, một. Rất tốt. Hey, mọi người, chúng ta sẽ có bài tiếp theo. Đó là bài ở trong tư thế cái bàn ha. Từ đây nhấc lên, shoulder tap, trái chạm vai phải, phải chạm vai trái ha. Rồi bắt đầu nhấc đầu gối, chạm, chạm, hít thở đều. Nếu mà chúng ta mỏi quá, làm vài cái, xong đó hạ đầu gối xuống, rồi xong nghỉ, rồi xong nhấc lên, làm tiếp tục ha. Cố gắng thử thách vùng cơ trọng tâm, siết lại. Chín, ba, hai, một. Rồi rất tốt. Tiếp theo ha, chúng ta lại tập cho phần cơ bụng tiếp ha mọi người. Rồi từ đây đẩy mông lên, hạ xuống, rồi sau đó bốn cái, bốn, ba, hai, một. Rồi bắt đầu đẩy mông lên, hạ xuống, rồi bốn, ba, hai, một. Lặp lại rất tốt. Mười lăm giây nữa. Tiếp tục. Ba, hai, một. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đứng lên ha. Rồi từ đây chúng ta sẽ có bài siêu jack, tôi chung minh jack, nhảy vô mở ra, tay đưa lên trên ha. Hít thở ha mọi người. Rồi cố lên, hai bài cuối, ba, hai, một. Nhảy lên, rất tốt. Hít thở đều. Bốn, ba, hai, một. Rồi cố gắng ha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài squat drop ha. Nhảy bật hai chân ra, thu vào đổi bên ha. Rồi, ba, hai, một, bắt đầu nhảy, thu vô, đổi bên, hít thở đều. Đúng rồi, cố gắng bài cuối nha. Hai mươi giây. Mười giây cuối. Ba, hai, một. Rất tốt mọi người. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong vòng đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một phút, rồi sau đó tập vòng số 2. Ok. Mọi người ổn không? Chúng ta cố gắng làm vòng số 2 ha, tương tự như vậy thôi. 30 giây nữa. Chúng ta sẽ làm lại bài đầu tiên, đó là bài A-step nha mọi người. Trái phải ha. Rồi thả lỏng cổ chân. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 7, 6, 5, 4,
Rồi bắt đầu. 1, 2. Cơ thể của chúng ta đã nóng rồi ha. Rất tốt. Cố lên. Mười giây cuối, 10. Ba, hai, một, rồi. Ok, bài số 2 ha. Nhớ 4 cái chạy. 1, 2, 3, 4. Sau đó chạy qua bên kia. Và lần tương tự ha, 4 cái ha. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 2, 4, chạy. Rồi, tiếp tục. Cố gắng lên. Hít thở. Bốn, ba, hai, một, rồi, rất tốt. Và tiếp theo, prisoner squat hạ xuống. Rồi, trong tư thế half squat nhảy nhẹ. Rồi lặp lại nha mọi người. Chuẩn bị, bốn, ba, hai, một, hạ xuống. Đứng lên, bật, đáp nhẹ, tiếp tục. Rất tốt. Hít thở đều, nhảy. Mười lăm giây. Tám, bảy, ba, hai, last one. Rồi, rất tốt. Bây giờ tập cho phần kho bụng ha mọi người. Nhớ ha, 4 cái xoay. Rồi xong hạ xuống gặp 4 cái. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Thở 4, 3, 2, 1, rồi ngồi dậy xoay. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục. 3, 2, 1, rồi ngồi dậy xoay. 4, 3, 2, 1, xuống. Lên thở. Rồi xoay. Hai, một, rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm bài siêu nhân. Kết hợp kéo hai cái cùi chỏ về phía sau nha mọi người. Rồi, nằm xuống dưới mặt sàn ha. Mặt thảm. Ba, hai, nhấc lên. Kéo cùi chỏ rồi duỗi về, hạ xuống. Lên thở. Xuống hít. Cố lên. 9, 8, hai, một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng lên ha. Đứng cối tâm thảm. Làm bài sau đo, sau đó làm cái hít đất nha mọi người. Vòng số 2 nếu mà bạn có thể được. Làm hít đất trên ngón chân ha. Không hạ đầu gối xuống nha mọi người. Rồi 3, 2. Tay đưa lên trên, hạ xuống. Rồi hít đất. Rồi quay trở lại. Mười lăm giây. Bốn, ba, hai, một. Rất tốt. Rồi, và tiếp theo sẽ thử thách tập cho phần vào vai của chúng ta ha. Ở trong tư thế cái bàn, nhấc đầu gối lên, chạm hai bên ha. Rồi, chuẩn bị. Ba,
2 1 Nhấc gối, chạm, hít thở đều. Rất tốt. Cố gắng ha, đừng để cái mông bị lắc quá nhiều. Hít thở đều. 9 3 2 1 Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ nằm ngửa ra nha. Vừa tập cho lưng dưới, vừa tập cho phần bụng. Một cái bài cây cầu hạ xuống. Xoay 4, 3, 2, 1 ha. Rồi, bắt đầu nè. Thở, hạ, xoay 4, 3, 2, 1 Tiếp tục. Lên, xuống 1, 2, 3, 4 Tiếp tục. Chúng ta đã tập khoảng chừng 15 phút rồi các bạn. Còn 15 phút nữa nha. 3, 2, 1 Rất tốt. Rồi, chúng ta sẽ đứng lên làm bài cardio ha, đốt năng lượng siêu chắc. Rồi chung minh chắc nha mọi người. Rồi, hai chân mở rộng, tay đưa ra hai bên. 3, 2, 1 35 giây liên tục. Hít thở. Mười giây cuối cùng. 4 3 2 1 Rồi. Rất tốt. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài drop squat ha. Nhảy phải, đổ trái ha. 5 4 3 2 Rồi, nhảy, hít thở, đổi. Hạ mông. Mắt nhìn về phía trước, mở ngực ra ha. Rất tốt mọi người. Mười lăm giây cuối. 9 3 2 1 Rồi, rất tốt. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong vòng số 2 nha. Các bạn ổn không? Uống một miếng nước ha. Cố gắng một vòng nữa, sau đó chúng ta sẽ có 4 phút tập là xong. Không quá khó phải không mọi người? Cố gắng lên nha. Chúng ta còn một vòng cuối thôi nha mọi người. Hít thở đều. Hai mươi giây nữa, chuẩn bị. Hiện tại thì cũng đang tập vào lúc 5 giờ chiều ha. Các bạn cố gắng 5 giờ chiều thứ hai và thứ năm tập với những video mới nha. Rồi bây giờ chuẩn bị với bài đầu tiên A-set ha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3 Cố lên. 10 giây cuối. 10 2 1 Rồi, và tiếp theo ha. 4 cái chạy nâng cao đùi một bên, sau đó đổi bên nha mọi người. Chuẩn bị 5 4 3 2 1, chạy, 1, 2, 3, 4 Rồi, chạy
Tiếp tục. Đổi bên. Tiếp tục. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi, rất tốt. Bây giờ đó là bài số 3. Bài squat tù nhân. Giữ tư thế này, nhấc lên, nhảy ha mọi người. Rồi, chuẩn bị 4, 3, 2, rồi, xuống. Rồi, lên. Bật nhảy nha. Xuống, hít. Lên, thở. Rất tốt. Cứ làm từ từ ha. Các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn tập mà không có thảm á, lấy cái khăn lót ở phía dưới, đặc biệt bên này á, thì lót nó sẽ thoải mái hơn cho đầu gối. 3 2 1 rồi, rất tốt. Bây giờ các bạn sẽ ngồi xuống ha. 4 cái xoay số hạ xuống gập 4 cái. Chuẩn bị 3, 2, 1, rồi, lên thở 4 cái, rồi, ngồi dậy xoay, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, tiếp tục 4, 3, 2, 1, rồi, ngồi dậy xoay. Tập cả phần bụng trên cũng như là bụng phần eo ha. 2 lên xoay. Rồi, tiếp tục ha. Sẽ làm bài cho phần lưng dưới, bài Superman siêu nhân. Kéo cổ trở về phía sau. Nằm xuống, hai tay chân duỗi thẳng. 3 2 1 lên thở. Kéo cổ trở duỗi hạ xuống, tiếp tục. Siết bả vai về sau, mở trở về. Bốn, ba, hai, một, rồi. Bây giờ tập toàn thân, đặc biệt là phần cơ ngực nữa nha. Tay đưa lên, hạ xuống, chống. Rồi, hít đất. Đứng lên, trở về. Bắt đầu nè. Đưa lên, hạ xuống. Tám, bảy, hai, một, rồi, rất tốt. Bây giờ làm bài con gấu chạm vai, có nghĩa trong tư thế này nhấc lên chạm trái phải ha. Rồi, cố gắng ha, tập cho cả phần thân trên nữa. Hai, một, nhấc lên chạm, chạm, hít thở. Cố lên nào. 20 giây. Mười lăm. Mười. Chín. Ba. Hai. Một. Rồi. Rất tốt. Rồi, nằm ngửa ra. Ba bài nữa. Nha, đẩy mông lên, hạ xuống, xoay. 4, 3, 2, 1 nha mọi người. Rồi, bắt đầu, lên, thở, xuống hết, rồi xoay. 4,
3, 2, 1. Rất tốt. Mười giây cuối. Năm, bốn, ba, hai, một. Rất tốt. Rồi, bài tiếp theo đó là siêu jack và jumping jack nha mọi người. Hai tay hai chân mở rộng, thô vai, đưa lên ha. Ba, hai, một, bắt đầu. Lên. Tiếp tục 10 giây cuối 4 3 Rồi bài cuối cùng trước khi chúng ta làm 4 phút ha 4 phút tập nữa nha các bạn nhưng mà bài này đã bài prop squat nhảy bật trái phải ha 3, 2, 1, hít, thở. Cố lên. Bảy, sáu, 2, 1, rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và sau đó tập 4, chúng ta sẽ nghỉ 1 tí và sau đó chúng ta sẽ tập 4 phút, gọi là phần kết thúc của video 30 phút tập luyện ngày hôm nay ha. Mỗi bài tập chúng ta sẽ tập 20 giây và sau đó 10 giây nghỉ chuyển qua bài tiếp theo nha mọi người, cố gắng 4 bài 2 vòng ha. Rồi bài đầu tiên của chúng ta đó là bài butt kick ha. Chạy như thế này, bài gót chậm mông ha, 20 giây thôi nha mọi người. Sau đó chuyển qua bài tiếp theo đó là chạy nâng cao đùi và đấm. Bài số 3, nhảy trái, nhảy phải. Và bài số cuối cùng đó là bài burpee ha. Rồi chuẩn bị, 3, 2, 1, gót chậm mông. 20 giây thôi mọi người, hít thở đều. 10 giây cuối. Cố lên 4 3 2 1 Rồi nghỉ 10 giây Bài tiếp theo Nâng cao đùi và đấm nha Bởi vì Hiệp vừa chạy vừa nói Nó sẽ tiếng không rõ Cho nên Hiệp sẽ im trong 20 giây Rồi chuẩn bị bắt đầu Hít thở 10 9 5, 4, 3, 2, 1 Rồi, bài tiếp theo Nhớ ha, bật nhảy trái, phải liên tục trong vòng 20 giây nha mọi người 3, 2, 1 Bắt đầu Hít thở Lựa chọn dễ Bước Bước Ok năm hai một rất tốt và bài cuối cùng đó là bài burpee nha mọi người nhớ ha lựa chọn dễ chỉ cần bước thôi ha rồi chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu nhảy sáu 5 Rồi Nghỉ 10 giây Một vòng nữa thôi nha Rất là nhanh 4 bài 2 phút thôi Gót chậm mông 3, 2, 1
Một rồi. Và tiếp theo, vừa nâng cao đùi vừa đấm nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Sáu, năm, hai, một, rất tốt. Và tiếp theo nhảy trái nhảy phải hoặc là squat bên trái squat bên phải ha. Bắt đầu. Năm, bốn, hai, một, rất tốt. Vậy cuối cùng Barbie thôi nha mọi người. Hãy kết thúc cùng với nhau trong 20 phút 20 giây này. Hoàn thành 30 phút. 2, 1, bắt đầu. Bốn, ba, hai, một. Rồi, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 30 phút tập cùng với mình với cấu trúc đó là 25 tập toàn bộ cơ thể, sau đó có 4 phút kết thúc chương trình. Các bạn cảm nhận như thế nào? Cho em biết qua phần bình luận ha. Đừng quên theo dõi các trang mạng xã hội cũng như là theo dõi kênh YouTube nha. Rồi, giãn cơ rất là nhanh với nhau nè. Giữ chân. Rồi, đổi bên. Ba, hai, một. Một chân về phía trước ha, chân sau co lại, duỗi gập xuống. Rồi, đổi bên. Hai, một. Rồi, cái ngón tay đang vào nhau ha. Đẩy cong lưng lại, đẩy tay lên, duỗi. Rồi, tay về phía sau ha, mở ba vai. Mắt nhìn lên trên. Rồi, xoay nhẹ trái phải ha. Rồi, rất tốt các bạn, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong ha. Nếu mà các bạn có thể, hãy cố gắng tập thường xuyên các video 30 phút cũng như là 20 phút. Trong trường hợp không có thời gian thì tập 10 phút cũng rất là tốt ha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.